Thông xin chào các bạn ạ Bây giờ là gần 6 giờ chiều rồi Mình đang ở vườn ươm những cái cây hoàng nam đây các bạn ạ Tuy là đã 6 giờ chiều nhưng chúng ta nhìn thấy vườn vẫn rất là đẹp đúng không các bạn Nhờ có lá xanh mướt của những cây hoàng nam này đây các bạn ạ Vậy thì những cái cây hoàng nam này Khu vực này á, là cao từ 1m2 cho tới một m rưỡi đây các bạn Đây là chiều cao của mình nhé Mình cao một m rưỡi so với lại chiều cao của cái cây đây các bạn ạ Vậy lô này như những cây này là cao trên một mét rưỡi rồi Và đầu xa đầu kia các bạn nhìn thấy cao cao đó Đó là những cây Hoàng Nam cao từ 2 mét 2 mét rưỡi và những cây cao nhất thì có thể lên đến 4 mét đây các bạn đường kính gốc 4 cm rồi à vậy thì bây giờ chúng ta cùng nhau nhìn cái dàn lá của cây Hoàng Nam này các bạn nhìn thấy tuy là đã cao một mét rưỡi rồi đây nhưng các bạn nhìn không có cái lá vàng nào đúng không các bạn đấy tất cả Đều không có lá vàng Vậy thì sở dĩ không có lá vàng như vậy Và ở đầu những cái lá của cây hoàng nam này Liên tục ra những cái lá non này Các bạn nhìn thấy không à, Và bởi vì lá của cây hoàng nam này Có độ bền rất là cao Ít khi bị rụng lá Nên cây hoàng nam cho dù có cao lên đến 3 mét, 4 mét Thì những cái lá chân của cây hoàng nam này Vẫn được giữ yên như vậy Thế chúng ta cùng nhau tưởng tượng xem đây là một dãy Hoàng Nam được trồng ở sát bờ tường Thì cái bờ tường phía bên kia sẽ được che chắn và trở nên rất là mềm mại Nhờ có những cái lá cây phủ xanh như thế này Tuy là ở xung quanh bởi những bức tường xây nhưng được trồng cây vào Thì chúng ta sẽ cảm thấy cái bờ tường nó trở nên mềm mại hơn Và nếu những cây Hoàng Nam này cao lên 3m, 4m, 5m Thì chúng ta sẽ thấy rằng cái bức tường cây này nó vừa đẹp này vừa có tác dụng chắn bụi, tất cả những cái bụi từ không thể lọt qua cái khe của những cái lá của cây hoàng nam này vào bên trong được, vì vậy mà giảm bụi rất là nhiều. Ngoài ra thì cái tiếng ồn của đường phố, tiếng ồn của xung quanh cũng được những cái lá cây hoàng nam này chắn che rất là tốt. Vì vậy những cái lá cây này ngoài ra thì nó còn có cái tác dụng là hút đi những cái chất khí độc nữa đấy các bạn ạ. Và cây hoàng nam Chúng ta thấy rằng là cái mức độ phân cành của nó đây Các bạn nhìn thấy những cây hoàng nam đây Cành của nó thường là chia ra rất là ngắn thôi à, Vì vậy cái khoảng cách mà như vườn mình đặt cây đây các bạn này Đấy, hai cái gốc cây này là cách nhau 40cm Nhưng đây là ở trong vườn ươm còn khi mà các bạn trồng ra làm bờ rào ấy thì cành nó sẽ phân rộng hơn ra một chút các bạn trồng cây cách cây sẽ là một mét cho tới một mét rưỡi tùy theo cái mức độ mà chúng ta muốn độ che phủ của lá như thế nào và với mức độ trồng cây như vậy một bức tường cây cao thì chúng ta vừa có thể làm cảnh này vừa che bóng mát này vừa giảm tiếng ồn này vừa chắn bụi này vừa thanh lọc không khí rất nhiều những công dụng tuyệt vời của cây hoàng nam Vậy thì những cây hoàng nam khi cao lên 4m, 5m, thậm chí là 6, 7m thì nó vẫn giữ được cái độ thẳng và tán cây đều như vậy. Và thân của cây hoàng nam thì đặc biệt rất là dẻo dai nên người ta còn sử dụng thân của nó để làm cột buồm hết các bạn ạ. À. Làm cột buồm vừa thẳng vừa dẻo. Đó. vì vậy chúng ta không lo cái cây hoàng nam này bị gãy đổ nữa đấy à, Vậy các bạn có yêu thích những cây hoàng nam này không? Chúng ta cùng ngắm lại vườn của mình nào và các bạn nếu yêu thích những cây hoàng nam này thì chúng ta cùng liên hệ cho mình nhé. Số điện thoại của mình là 0909364007 hoặc các bạn tới địa chỉ vườn ươm của mình số 817 ấp Quảng Phát, xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai nhé. Các bạn cùng nhấc điện thoại lên và gọi cho mình nhé đồng thời mình cũng gửi lời cảm ơn tới các bạn đã ủng hộ cho kênh của mình trong suốt thời gian qua. Các bạn đã đăng ký kênh của mình chưa? Nếu chưa đăng ký thì hãy bấm vào nút hình quả chuông nhé và cho mình một like để mình có động lực review thêm những cái công dụng của các loại cây khác trong vườn mình và trong các loại cây công trình khác nhé. À, cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Xin chào và tạm biệt các bạn.